lại là Hoa Kiển Hùng Thi. Xin kính chào quý anh chị và quý bà con. Ngày hôm nay em xuống làng hoa của mình để chia sẻ cho quý anh chị về cái mặt hàng Tết 2023 sắp tới đây nha. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 12 2022 rồi. Thì những cái cây hạnh Tết trước màn hình quý anh chị đang xem đó, với những cái trái vàng rực rỡ như thế này, thì Tết 2023 sắp tới quý anh chị sẽ trang trí những cái chậu hạnh Tết này trước cái sân vườn nhà mình đó, thì rất là tuyệt vời luôn, mình có thể biếu tặng bạn bè người thân luôn nha. Thì thông qua số hotline quen thuộc bên chúng em 0918708965. Đó quý chị ơi, và như mọi năm thì hôm nay Hoa Kiển Hùng Thi nhận cung cấp các loại hoa Tết, và trong khoảng thời gian này chúng em cũng đã nhận đặt cọc về hàng Tết nha quý anh chị. Và các loại cây này nè thì hôm nay rất là hút hàng nha quý anh chị, và đặc biệt năm nay chúng em cung cấp đầy đủ size cỡ cho quý anh chị về loại hạnh Tết nha quý anh chị ơi, và số lượng lớn luôn nha quý anh chị, để mình trang trí ở trước nhà nè, mình mang lại cho một cái màu sắc mới. Và đặc biệt trái hạnh nó tượng trưng cho một cái sự hạnh phúc đông đầy, tròn đầy nha quý anh chị, và viên mãn trong cái ngày Tết nha quý anh chị. Và Tết Tây Tết Ta năm nay thì đây là một mặt hàng rất là ăn khách, vì trái đợt này là trái rất là xum xuê và đẹp luôn nha quý anh chị ơi. Màu xanh cũng có, màu vàng cũng có, những trái vàng rất to và óng ánh tuyệt vời lắm nha quý anh chị. Cho nên quý anh chị mình hãy đặt hàng sớm để Hoa Kiển Hùng Thi chúng em chừa cho quý anh chị nha. Không qua số hotline 0918708965, nhân viên chúng em sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá hết mình cho quý anh chị luôn. Đó, quý anh chị có thể thấy những cái trái hạnh Tết nè. Ui, rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị nha. Wow, trái rất là xum xuê. Ở một chậu như thế này là không biết em đếm bao nhiêu trái mà nói, mà nhưng mà rất là xum xuê. Nào quý anh chị có thể thấy đây, đây là những cái trái xanh nè, nó gần ngã vàng rồi. Và có những cái trái vàng óng ánh rất cực kỳ là đẹp luôn. Đó, quý anh chị ơi, rất là tuyệt vời nha. Hãy tậu về cho mình một cặp để trưng ở trước nhà mình nè, hoặc là tặng cho bạn bè người thân thì rất là tuyệt vời luôn nha. Thì hạnh nó có mang ý nghĩa là hạnh phúc tròn đầy, cho nên là quý anh chị ơi, dịp Tết này mình trưng cái hạnh Tết này thì rất là tuyệt vời, còn gì bằng nữa đúng không? Thì cứ nhanh tay nhắc máy alo ngay cho chúng em qua số hotline quen thuộc 0918708965 nha. Đấy quý anh chị ơi, một khu vườn giống như thế này thì nó rất là say nặng triệu quả luôn nha quý anh chị. Cái Tết này mà mình trưng 2 cặp, 3 cặp, 5 cặp, thậm chí 10 cặp, 15 cặp cho cái ngôi nhà của mình nè, cho việc cái mình khai trương nè, thì mang lại cái sự sinh khí rất là tốt luôn nha quý anh chị ơi. Đó, rất tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị ơi, nhanh tay nhấc máy alo ngay cho Hùng Thi nha. Đó, hạnh Tết nha quý anh chị. À, Tết sắp về rồi, tạo những cái hạnh Tết này về trang trí nhà cửa nha. Và đến đây em xin dừng cái video tại đây, và hẹn gặp quý anh chị vào cái video tiếp theo. Và kính chúc quý anh chị có một ngày làm việc thật là năng động và nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc tấn bình an.